Mama zu essen. Guck mal, ich gebe meiner Mama noch ein Küsschen. Hallo, xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong vlog mới ngày hôm nay của Phụng. Nay cũng đã là ngày Noel chính thức ở bên Đức rồi cả nhà ơi. Thì ở bên Đức á cả nhà, cái ngày mà quan trọng nhất á là ngày Noel, là 3 ngày, nghĩa là ngày 24 nè, 25 và ngày 26. Thì ba cái ngày đó là ba cái ngày rất là quan trọng đối với người Đức luôn. À, họ sẽ là gia đình, họ sẽ gặp mặt nhau nè, rồi xong rồi ăn uống trò chuyện, không có làm giống như cái ngày Việt Nam ở bên, giống như ngày Tết ở bên Việt Nam vậy cả nhà. Thì là bên mình thì sẽ có mùng 1, mùng 2, mùng 3 là ba cái ngày đó thì sẽ là gia đình tụ họp nè, ăn uống và không có làm việc. Đó, thì ở bên này cũng vậy luôn. Nên là ngày hôm nay á, thì là hôm nay là ngày 24, thì em sẽ nấu một món ngon cho nhà của mình. Thì hôm nay em sẽ nấu cái món là tôm hùm với lại là phô mai. Đó, nhưng mà ở trong, tiếc quá thì ở trong nhà có phô mai, nhưng mà không phải là cái loại phô mai mà dạng mà phô mai nhuyễn nhuyễn á, để mình rắc lên á thì nó sẽ dễ hơn. Em có phô mai nhưng mà cái loại miếng bự nên là làm nó sẽ không ngon. Nên là bây giờ em sẽ đi đến cái siêu thị gần nhà em để mua cái loại phô mai đó. Thì ngày hôm nay là ngày 24 rồi, thì là tất cả những cái siêu thị ở bên này á đều đóng cửa hết rồi, người ta nghỉ lễ hết rồi, không có ai bán hết á. Thì đặc biệt cái siêu thị mà gần ở nhà em là đi bộ chắc cũng cỡ tầm 10-15 phút á. Thì cái siêu thị này là dạng cái siêu thị mà 24/24 luôn, là họ sẽ mở cửa đến đêm khuya luôn. Là cái siêu thị đó là không có nhân viên nha cả nhà, nó đặc biệt như vậy đó. Đặc biệt là cái siêu thị này là không có nhân viên ở trong đó. Thì là ai mà muốn đi siêu thị, cái đi chợ, đi cái siêu thị đó thì họ sẽ làm một cái thẻ. Thì mình có thể dùng cái thẻ đó mình mở cửa, mình đi vô, mình thanh toán, mình tự thanh toán, tóm lại là mình tự làm hết luôn. Đó, đó, bây giờ thì mọi người theo chân Phụng nha, xem cái siêu thị nó như thế nào nha. Mẹ cũng đi nữa. À, đi. Mít vào rồi nè thế. Mít vào. Ở ngoài trời giờ đang mưa mà dạng kiểu mưa lắc rắc á cả nhà. Đó, nên là bây giờ là cho bà Mia là cho vô đây ngồi. Vô đây ngồi trùm cái áo mưa này lại, nó vừa ấm mà nó không bị mưa nữa. Lâu lắm rồi mới đi lại cái xe này nè. Từ hồi đó, từ lúc mà anh lớn giờ á, anh lớn chắc cũng mấy tháng trời đó, là không có đi cái xe đó, toàn là cho chạy bộ không à. Xong cái này á, cho ngồi trên cái xe đó khoái. Đó, ngồi im, ngồi im xe luôn, không có làm hát gì cười nữa. Nè Mia ơi. Mia à. Ơi. Đã không? Đã không? Ui. Đã không? Trời ơi, ngồi đã luôn mà. Đi ra đường bình thường. Hả? Lâu rồi không có ngồi xe này, nên ngồi lại nên khoái lắm. Mọi lần là cho đi bộ không mà. Rồi, tới nơi rồi nè cả nhà. Đây cái siêu thị này. Cái siêu thị này này thì nó cũng nhỏ à, nó không có bự. Nó vừa thôi. Nhưng mà nó có tất cả mọi thứ luôn cho mọi người cần. Thì giá của cái siêu thị này nó sẽ đắt hơn những cái siêu thị khác, nhưng mà mọi người cần lúc nào là có thể đến đây lúc đó. Nghĩa là 24/24 giờ luôn. Rồi, trước khi vô cái siêu thị này ha, nó không có nhân viên đâu. Cái cửa này thì mình cần phải có một cái thẻ để mình mở ra. Đây. Đây mọi người thấy nè, đầy đủ, có hết, cái gì cũng có hết. Cứt cứt. Ôi trời, hồi ngoan dữ dài. Khe sĩ club
Yeah. 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 Tiền cổ rồi, trời ơi, tốt. Cái loại này là loại khe giờ mà dạng thái sợi cả nhà. Thì mình rải lên trên tôm á, thì nó ngon hơn đó. Này, có hết luôn cả nhà. Nè, nước nè, đầy đủ, nó giống như một cái siêu thị bình thường thôi. Nhưng mà có cái là nó nhỏ, nhưng mà nó có đầy đủ hết. Mọi người cần có cái gì là ở trong cái siêu thị này hết. Siêu thị tên này là tên là Thunder Angel. Đó, nó cũng tiện. Cái này sai nè. Nhắm nước thì cũng có nồi này rồi. Rồi bây giờ tôm hùm này á, là mình đã để rã đông cũng hơn một tiếng rồi đó. Bây giờ mình lấy ra ha. Đây, cái này là cái loại này là loại tôm hùm càng á cả nhà. Đó, thì mình mua là tổng cộng là 4 con ha. Cái này nó cũng sạch rồi nha. Tôm hùm này thì người ta đã làm trước rồi nên là nó sạch rồi. Thì bây giờ Phụng chỉ cần là Phụng cắt nó ra thôi. Làm cái món này thì là nó đơn giản chứ nó cũng nhanh lắm. Nó không có rườm rà, nó không có bất ô. Tự nhiên con này bị rụng hết càng rồi. Đã biết bỏ vô sao bị rụng hết càng rồi. Không sao, ok nè, tôm là người ta làm cũng sạch đây nè. Nguyên liệu để làm cái món này cũng khá là đơn giản nha cả nhà. Đầu tiên là cái sốt mayonnaise nè. Đó, rồi xong là một quả trứng này ha. Để một chút đó, em pha trộn cái hỗn hợp mà cái sốt mayonnaise với lại cái trứng này để mình rưới lên trên tôm á. Và tiếp theo là cái này là bột tỏi nha cả nhà. Và muối tiêu. Muối tiêu này là để rải lên trên tôm á. Đó, và tiếp theo nữa là cái phô mai mà dạng dạng mà người ta làm nhỏ nhỏ như vậy nè ha. Đó, thì phô mai thì mọi người ăn nhiều thì rải nhiều, mà ăn ít thì mình rải ít. Và nguyên liệu chính nè, đó là tôm hùm ha. Tôm hùm này là loại tôm hùm càng ha. Đó. Rồi, cái tôm này á, thì bây giờ em sẽ sắc ra bằng dao trước ha. Đó. Da thì nó cũng hơi cứng nên là cái phần dưới thì em sẽ lấy kéo em sắc. Đó, phần ở trên thì nó hơi cứng nên là mình lấy con dao. Hồi năm ngoái em cũng làm cái món này nè cho vai cũng cái dịp Noel á, nhưng mà em làm là tôm hùm với lại bơ tỏi à. Năm nay thì em sẽ làm với lại phô mai. Cái loại tôm này á cả nhà, là ở bên này á nó bán là nó luộc trước rồi, hình như nó luộc trước rồi, đúng rồi, nó luộc trước rồi xong đó nó mới là để tủ đông.
đó. Còn mà muốn mua loại tươi ở bên này thì khó mua lắm cả nhà ơi. Ở trên Hanover, chỗ mấy chỗ thành phố mà mấy bữa em đi á, là cũng có bán á, nhưng mà phải đặt trước mới có, nên là cái này ở siêu thị thì khi nào cũng có hết á, nên là em mới mua cái loại này cho nó lẻ. Chứ ở trên kia tự nhiên hứng là thì muốn làm thôi, nên là nhiều khi em không có đặt trước đó. Chừng nào mà muốn ăn ngon tươi á thì đặt ở trên Hanover, trên mà cái chỗ thành phố bữa em đi á, thì trên đó có cái chỗ người ta bán hải sản tươi sống ngon lắm đó. Trong nó gặp nhiều cái chưa nha, quá trời luôn, nhìn đã chưa đó. Rồi xong. Đó, cái mình sắp vào, sắp vô đây hết. Sau đó mình sẽ bỏ vô lò. Cái càng này bị rụng rồi, nhưng mà không sao. Rồi, tiếp theo là bây giờ em sẽ rải muối tiêu lên nha cả nhà. Rải muối tiêu lên. Đó, rải đều lên ha. Ít thôi. Cái này em rải, cái muối này nó không có mặn nên em rải hơi nhiều nha cả nhà. Đó. Rồi. Rồi, sau đó là mình rải cái bột tỏi này lên ha. Rồi. Rồi tiếp tục, còn cái gia vị này em chưa có làm, bây giờ em làm nè. Rồi bây giờ em sẽ làm cái hỗn hợp hột gà nè, trộn với lại là sốt mayonnaise, để một chút mình rưới lên trên cơm á. Rồi mình đánh đều cái này ra ha. Sẽ bỏ hai cái muỗng nhỏ thôi nha cả nhà, hai cái muỗng nhỏ sốt mayonnaise vô. Chết chưa, rớt ra ngoài rồi. Một muỗng ha. Chai này nó muốn hết rồi. Rồi hai muỗng ha. Sau đó thì mình đánh đều lên. Rồi bây giờ em sẽ rải cái phô mai lên nè. Nếu như mà mình ăn nhiều thì mình rải nhiều, mình ăn ít thì mình rải ít. Nhà em thì đa biết là thích ăn phô mai. Người Đức á, người ta thích ăn phô mai thế nhở. Ăn phô mai giống như mình, nó là ăn cơm, kiểu họ vậy đó, không ai muốn ăn hết, người nào cũng ăn hết. Cái này thì là mình ăn nhiều thì mình rải nhiều, mình rải ít thì mình rải ít. Ăn nhiều thì rải nhiều nhiều lên. Phô mai béo ngậy. Nó giải ra thì đã rồi nha. Xong bây giờ em sẽ cho cái hỗn hợp mà hồi nãy em vừa mới làm lên. Rồi thì cái hỗn hợp này lên nè. Nó giải ra nè. Nó đi lên nè. Cái lò này là hồi nãy em mở trước là làm cho nó nóng trước 5 phút rồi đó. Thì bây giờ em sẽ bỏ tôm vô nha cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ hẹn giờ nè. Thank you.
Guck mal, die fleißige Mama, wie sie macht. Essen mal, guck mal da. Heiß, aufpassen. Guck mal da, sie macht extra was zu essen. Guck mal, jetzt geben wir ihrer Mama noch ein Küsschen. Jetzt du? Ja, hol mir mit. Hol mir mit. Hol mir mit. Hier ein bisschen. Das macht. Nè hôm mẹ mẹ chỉ cho, mẹ chỉ cho hôm hôm nay nè, hôm nay nè. Này. Hôm mẹ hôm nay nè. Hôm nhớ nè 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 hôm. Hôm mẹ miếng đi. Hả? Chưa biết không? Hôm mẹ miếng. Hello. Hello. Hello ông bà cô chú. Hello mẹ hello đi. Hello. Mẹ gió ông bà cô chú một cái. Rồi con mẹ gió ông bà cô chú một cái coi. Đúng rồi, mi gió mạnh lắm. Mi gió như nào? Mạnh lắm, làm mạnh lắm. Mi gió mà cô chú ơi. Wow. Yeah. Xin chào ông bà cô chú. Đúng rồi, xin chào. Chín. Chín à hai hả? Rồi, giúp nó mama kiss xin. Này, hôn mẹ cái. Hôm mẹ cái. Hôm mẹ cái. Ok. Rồi. Rồi, tôm chín rồi nè cả nhà ơi. Đó. Hấp dẫn chưa? Trời, mèo hồi chín dữ luôn. Đã dữ thử. Này, món ăn của mèo, mì. Mèo thì Phụng có làm thêm một ít mì cho mèo ăn một chút xíu này thôi. Nhưng mà tại sợ mèo không ăn nên là Phụng phải làm thêm mì. Ok, Phụng mời cả nhà ăn tối cùng gia đình Phụng nha. Yeah, it's a hamster. Ja, Mama muss. Ich hätte gedacht, Mama bereitet sich schon vor, Oma schon vor für die Kleine. Ja, kann man das machen, so eher mit die. Ja, mình nặng một ít chanh vô đây ha. Rồi. Kleine Löffel noch in die Scheren ausnehmen. Wow. Wow. Rồi. Mẹ cho mẹ ăn này ha. Papa, kannst du eine kleine Schale für mich mitnehmen? Mẹ lấy cho con một cái tô ha. Tại sao cái mẹ bỏ? Ăn này ha. Ăn này. Thì mẹ lấy này cha. Cho mẹ. Ein Löffel für die Schere, muss klappen vielleicht. Hast du so viel drin, ne? Wie bitte? Hast du so viele kleine so recht? Ja. Để mẹ chút, mẹ lấy cho con.
quá khúc mạch. Da ist am meisten Fleisch drin. Ngon gì ngon cái nhỉ? Sắp nó rất là ngon. Đó. Guck mal, Mäuschen, was du da Feines kriegst. Nè, cho con nè. Đúng rồi, thổi đi, nóng lắm, thổi đi. À, cái này hả? Rồi, cái nĩa kia không biết dục đâu rồi, mẹ tìm không ra cái nĩa này đi. Trời ơi, chưa cô chú ơi. Dục khăn đồ essen. Okay, ich nehme mir auch einen ganzen rüber. Okay, keinen ganzen. Glaube, man muss die Schere oder was? Wir haben keine für die Hummer. Kaputt machen. Cái lọ tôm hùm này nè. Người ta làm cũng ngon, cái loại này cũng ngon lắm cả nhà. Người ta nấu rồi nhưng mà mình ăn vô nó vẫn còn ngọt, vẫn còn ngon lắm. Thuốc. Làm ăn được khứa sao cơ? Dạ. Nó gõ rồi, bỏ vào đi lâu rồi. Mà, ngon như thế rồi. Mình ăn được không? Ngon không? Ngon quá. Hát phê ghét sợ. Bắt bà. Xin mời. Mẹ ăn không? Nhiều mất chút ăn stoßen. Không để mẹ vô đây đấy. Mẹ mắc xếp xếp mẹ. Xếp mẹ. Yo. Frohe Weihnachten. Yo. Frohe Weihnachten, Mäuschen. Frohe Weihnachten. Lass sie den Hummer schmecken. Anschauen. Nochmal, yo, no. Anschauen, okay. Oh, yo, anschauen, also so heißt das. Nein, und dann yo, frohe Weihnachten heißt das, also nicht yo, anschauen. Yo, yo, frohe Weihnachten. Cái đó là hồi đó Phụng ở nhà nhà gác Âu Bê, lúc mà Phụng làm Âu Bê á, thì cái nhà gác Âu Bê đó có chị Phụng á, là ở bên Đức á. Khi mà mình uống rượu hay là mình uống mình xâm vào mình vô với người đối diện mình á thì là mình nên nhìn vào mắt họ, tại vì họ bên Đức cũng có nhiều cái quan niệm cũng hay hay lắm nha cả nhà. Nếu mà mình á, người ta quan niệm rằng nếu mà mình không nhìn vào mắt họ thì sẽ bị là 3 năm là cái quá trình mà cái quan hệ với lại cái gọi là sao ta, nghĩa là partner, gọi là cái người chồng của mình á thì nó sẽ bị xấu đi đó, người ta quan niệm là vậy đó. Nhưng mà cũng tùy vùng thôi, cái hồi đó cũng ở cái chỗ đó thì là cái vùng đó thì là quan niệm vậy, nhưng mà còn David thì là bình thường, David thì sao cũng được hết á, không có quan niệm gì cái đó. Trời ơi, mẹ ăn không cục bự luôn bà ba. Auch gegessen? Oh, noch nicht, aber fast leer. Wow. Nó cũng nhiều thịt nữa chú bà. Wo geht? Hast du gegeben? Warte noch. Wait. Lass an die auch essen und dann weiter gehen. Okay. Jetzt geben, dann sind die Spucken. Ich bin ja noch mit hier die Scheren beschäftigt. Wir sind immer noch dabei beim Kleinmachen, weil alles so hummermäßig kompliziert ist. So. Mehr ein Jahr an Mì. Ich bin sehr an Mì. Lecker. Mmm.
cả nhà nha. Nè, nó hầm này chắc. Cái phô mai á, làm chung với tôm ngon ghê cả nhà. Nó béo mà nó không có dạng, nó không có béo dạng béo ngậy. Nên sao á? Ủa phải anh trời. Mình không có ăn thường xuyên, mình không có rành nữa. Để cho mẹ ăn nguyên một cục bự luôn nè. Đó, một cục bự luôn. Thôi, mẹ ăn nghe nhã hết rồi. Lâu rồi. Ít giờ. Trời ơi. Này, cái này là trứng nè. Đã chưa? Nha nữa không? Anh tên mày cho khúc này. Video của Phụng xin được kết thúc tại đây. Phụng xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video này. Và Phụng xin hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video tiếp theo. Cheers. Nha, cheers. Nha, chào tạm biệt đi con. Cheers. Cheers. Be some next time.